Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách reset HL1110. Nó bảo bảo thấy thì không mực. Các bạn giữ trước tiên cắm dây nguồn vào, ấn giữ nút này, ấn giữ nhé, ấn giữ nút nguồn, tháo hộp mực ra. Rồi, các bạn vừa ấn giữ nút nguồn vừa tháo cái hộp mực ra nhé. Rồi tháo hộp mực ra. Rồi máy nó bảo đêm mực nhé, đêm mực đó là mình giờ đầy vẫn dư tiệt nhé. Rồi mình thả ra, ấn hai lần. Đây. Một, hai, hai lần. Xong mới đèn vàng, mình ấn đến 5 lần. Một, hai, ba, bốn, năm. Xong các bạn mở cái này, mở mực vào. Hết mực đèn vàng và reset chiều nay nhé. Rồi đèn xanh là được rồi nhé. Rồi, chúc các bạn làm thành công. Nếu mà chưa hiểu thì các bạn nếu chỉ mà cần thắc mắc gì thì comment ở dưới video nhé. Mình sẽ trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem video sau nhé.